Ta đến với hai cách tạo khối và các lệnh tương tác khối. Dùng công cụ Control Point khớp, có thể dùng Handle khớp, cho phép ta vẽ một đường cong xuyên qua các điểm, nhấp phải chuột để hoàn thành lệnh. Chọn đường cong, nhập lệnh Extrude khớp tại thanh Command, chọn Extrude khớp, Enter. Sau đó chọn một điểm và nhấp phải chuột. Hệ thống sẽ sao chép đối tượng theo cao độ và tạo một bề mặt cong giữa chúng. Chọn đối tượng, mỗi khung nhìn khác nhau cho ta các hướng khác nhau để mở rộng đối tượng. Tại khung nhìn Perspective và Top, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng bề mặt cong theo cao độ. Nhập lệnh Extrude ở thanh Command và chọn Extrude Surface. Enter. Có thể thấy bề mặt cong được mở rộng theo chiều cao. Để mở bề mặt cong theo chiều rộng, ta nhập lại lệnh Extrude. Chọn Extrude Surface. Enter. Sau đó chọn đối tượng tại khung nhìn Y, nhấp phải chuột. Hệ thống sẽ tạo một khối từ bề mặt cong. Vậy ta chú ý đến đặc tính của các khung nhìn khác nhau để tạo đối tượng 3 chiều theo ý muốn. Đặc biệt hệ thống sẽ mặc định tạo đối tượng mới từ đối tượng trước đó. Ta đã tạo được một khối từ một đường cong. Xóa bề mặt cong và đường cong. Cách tạo khối thứ hai rất đơn giản, ta dùng các công cụ tạo khối ở thanh Toolbar. Ví dụ dùng công cụ Box, nhấp chuột trái chọn một điểm và tạo một tứ giác. Sau đó nhấp trái chuột để tạo một khối từ tứ giác này. Tiếp theo ta bò các góc của khối, nhập Fillet ở thanh Command và chọn Fillet S. Enter. Chọn một cạnh của khối, hệ thống sẽ thông báo giá trị góc bo hiện tại là 1. Nhấp chuột phải. Chọn điểm giao góc cần bo và di chuyển chuột theo một mặt phẳng để thiết lập giá trị góc bo. Có thể nhập trực tiếp giá trị vào lệnh Fillet S. Enter. Control Z. Trường hợp chỉ muốn bo góc một đầu của cạnh khối, nhập lệnh Fillet. Chọn Fillet S. Enter. Chọn cạnh khối. Nhấp chuột phải. Tiếp theo, tại Option Link Handle của lệnh Fillet S, ta chọn No. Chọn điểm giao góc và thiết lập giá trị bán kính góc bo cho từng bên của cạnh khối. Nhấp chuột phải để hoàn thành lệnh. Ta có được hai góc bo độc lập. Tương tự ta cắt góc của khối, nhập Chamfer, chọn Chamfer S, Enter. Chọn một cạnh của khối, nhấp chuột phải. Có thể chọn Z cho Option Link Handle. Thiết lập giá trị cắt góc. Sau khi chọn được thiết kế mong muốn, ta nhấp chuột phải. Ta có được hai góc cắt đồng bộ. Hết bài 5. Eduardo.